hình ảnh giao chiến tại thủ đô Damascus, tin tổng hợp. Video đưa lên các trang web trong ngày Chủ nhật và hôm qua đã cho thấy cảnh giao chiến giữa quân đội Al-Assad và dân quân chống chế độ tại các vùng ngoại ô thủ đô Damascus. Một dân quân đã cầm súng đứng giữa đường bắn về phía quân đội Al-Assad. Một khúc video khác cho thấy dân quân thay phiên nhau bắn một khẩu súng nặng. Qua khúc video thứ ba, một chiếc xe bọc sắt trang bị súng nặng đang rút khỏi vị trí và cho biết đang đi tới một địa điểm tấn công quân đội chính phủ. Khúc video thứ tư thu hình ảnh quận Bazar bị pháo kích, khói bốc lên sau các tiếng nổ và một chiếc xe tăng quân đội đang chuẩn bị tấn công. Qua khúc video thứ năm, khoảng 8 thi thể nằm trên mặt đất được cho biết đó là xác quân nhân và một số vũ khí đã tịch thu được. Chiến trận đang tiếp diễn, mặc dù chế độ Al-Assad đồng ý phá bỏ các kho vũ khí hóa học.